Cài xong thì hoàn toàn các phông chữ tiếng Việt cũng như là các phần cài đặt tiếng Việt nó sẽ đầy đủ nhá. Đấy, anh em nhìn chưa? Thông báo là không có thông báo này. Đó. Nếu mà nghe nhạc nó sẽ là có đầy đủ các tính năng ở đây, điều khiển được âm nhạc này bằng tiếng Việt hết này. Thời tiết cũng sẽ bằng tiếng Việt này. Chúng ta có thể nhìn thấy nhé. Cấp 1 này, UV là yếu này. Ngày mai là như nào nhỉ? Ngày mai là 29 độ C và có mưa dông ngày mai. Hello, hello, xin chào các em. Vâng, thì ngày hôm nay thì mình có một chiếc Mi Band 5 ở đây. Vâng, thì chiếc Mi Band 5 này thì nó quá nổi tiếng, là rất là nhiều anh em chơi công nghệ đã biết rồi. Đây là một sản phẩm của Xiaomi và nó là vòng đeo tay ấy. Nó rất là rẻ, với giá chỉ có tầm khoảng 750.000 thôi tại thời điểm hiện tại nhé. Sau này nó giảm giá như nào thì anh em cứ vào đường link để dưới mô tả để cập nhật nhé. Cụ thể là website mbm.vn đấy. Thì cái này mình đã từng làm clip hướng dẫn anh em cách cài đặt ngay thì khi anh em mua rồi, nhận được hàng và cài đặt như nào rồi, đúng không? Thì rất là nhiều anh em thắc mắc là liệu bao giờ thì có tiếng Việt chính thức. Đến thời điểm hiện tại là vẫn chưa có. Còn nếu nó có thì anh em có thể quay cái đồng hồ anh em nhìn là nó có tiếng Việt rồi là ok. Bởi vì là sản phẩm này nó cập nhật thường xuyên, cập nhật online thường xuyên, cập nhật OTA thường xuyên. Khi nó có tiếng Việt thì mặc định là anh em có thể chuyển sang tiếng Việt được. Nhưng đến bây giờ thì nó vẫn chưa tiếng Việt chính thức đâu. Nhưng thì hôm nay thì mình nhận được một cái kèo của một bạn ở trên mạng. Bạn có hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt cho chiếc Mi Band 5 này. Cài bằng thủ thuật ấy, có nghĩa là tự cài trên chiếc Mi Band 5 này, và mình đã thử và thành công. Thế nên là ngày hôm nay thì mình sẽ làm lại, mình sẽ rút gọn, mình sẽ làm cho thật anh em thật là dễ hiểu và thật là nhanh để anh em cài một cách rất là đơn giản nhé. Thì để cài tiếng Việt chiếc Mi Band 5 này thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn ở trên một chiếc điện thoại Android. Mình có cài ở trên điện thoại iOS là một chiếc iPhone ấy. Thì rất là tiếc là khi cài xong và thoát ra thì nó lại cập nhật lại và lại mất tiếng Việt. Thế nên là nếu anh em nào biết cách mà khắc phục cái vấn đề cập nhật ở trên iOS thì anh em có thể comment bên dưới để mọi người cùng xem, và mình sẽ làm lại cái video cài tiếng Việt trên iOS cho anh em xem. Và ngày hôm nay thì mình chỉ làm trên Android thôi, bởi vì Android cài ngon lành và dùng ngon lành nhá. Đó, thì đơn giản thôi. Vâng, nếu mà anh em đang mua một chiếc Mi Band 5 mới cứng về và bóc hộp ra thì rất là dễ rồi. Đây thì anh em có thể rút ra. Đấy, mở hộp ra và nó đang hiển thị ở trạng thái như này nhá. Đây là một chiếc Mi Band 5 của thị trường nội địa Trung Quốc, đúng không? Đó, thì nó sẽ chỉ tiếng Trung Quốc như này thôi. Đó. Còn nếu anh em đang sử dụng mà muốn cài tiếng Việt thì anh em cứ đặt lại, có nghĩa là restore lại chiếc Mi Band 5 đấy ở trạng thái như này đi để dễ nhất nha. Còn bây giờ là trên chiếc Android của chúng ta thì sao, trên chiếc điện thoại của chúng ta là sao? Đó thì hiện tại mình đang dùng một chiếc Samsung và đã cài sẵn để kết nối với Mi Band 5 rồi. Thì anh em làm cái việc này cho mình, anh em xóa luôn cái Mi Fit đi. Bởi vì anh em xem lại clip trước là mình hướng dẫn anh em cái cài Mi Band 5 ấy, thì chúng ta phải có cái Mi Fit để kết nối đúng không? Thì bây giờ là chúng ta xóa luôn đi và làm lại từ đầu nhá. Gỡ đi. Ok. Và bây giờ là coi như là trạng thái là máy của chúng ta không có liên quan gì đến những cái Mi Fit cũ nữa, và cũng như chiếc điện thoại này chúng ta không còn nhớ gì chiếc điện thoại của chúng ta nữa. Có nghĩa là chúng ta làm lại hoàn toàn từ đầu. Nếu anh em là mua mới thì rất là dễ rồi, không cần phải làm bước đấy. Còn anh em nào mà đã sử dụng thì làm lại nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bước cài đặt tiếng Việt cho chiếc máy này. Thực ra là cái bước này nó dễ lắm, thế là anh em đừng có ngại khó, anh em cứ xem kỹ để clip của mình em làm luôn là được thôi. Điều kiện là anh em phải có mạng internet mà nó tương đối ok một chút, có nghĩa là chúng ta tải free ấy. Thì đầu tiên nhá, anh em chú ý mình này, anh em sẽ vào YouTube cho mình. Anh em thấy dễ chưa? Bước đầu tiên là quá dễ rồi, vào YouTube ai biết vào đúng không? Anh em lên anh em tìm cho mình cái video của mình bên mình đang làm ấy, nó là cái video là cài đặt Mi Band 5. Anh em chỉ search thôi là ra video của mình luôn. Đó. Đó, anh em thấy không? Video của mình hiện tại đang ở trên trang đầu tiên là cài đặt Mi Band 5 này, anh em ấn vào nhá. Ấn vào cái trang của mình và anh em kéo xuống cái phần mô tả nhá. Đây, thì ở trên này là mình có cái video hướng dẫn cài đặt tiếng Việt này, thì chút nữa là mình làm xong clip thì mình sẽ đưa cái link vào đây. Còn bây giờ là chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến cái file phần mềm thôi. Thì ở đây có tất cả là 4 phần mềm để chúng ta download về. Thì chúng ta sẽ download thứ tự từ 1 đến 2 đến 4 nhá. Đó, chỉ cần ấn vậy thôi. Và chờ nó load, nó load vào Google Drive này. Chúng ta ấn vào tải về này. Đó. Ok, nó đang tải về rồi, rất là nhanh. File đầu tiên này, file thứ hai này. Đó. Cứ tải đủ 4 file nhá. Đó, ok, thứ hai này. File thứ ba này. Đó. Và file thứ tư. Thì cái file này là cái file rất là quan trọng, gần như là quan trọng nhất để quyết định những cái vấn đề nó có bị update hay không. Bởi vì đây là một cái file là file Mi Fit, cũng chính là một file Mi Fit, nhưng nó là một file Mi Fit được mốt
để chặn cái vấn đề anh em có thể cập nhật, bởi vì là nếu mà cài xong tiếng Việt mà lại cập nhật lên firmware gốc của nhà sản xuất ấy thì nó lại mất tiếng Việt mà. Đó, thế là bắt buộc là chúng ta phải gỡ cái MIFID cũ đi và cái MIFID này nhá. Thì cái file này nó rơi vào tầm hơn 100 MB. Đó, nó rơi vào tầm 133 MB này. Đó thì chúng ta phải kiên nhẫn để chờ đợi để download được cái file này về. Toàn bộ là chúng ta chỉ cần sử dụng trên điện thoại thôi, chứ chúng ta cũng không cần phải là chúng ta sử dụng bằng máy tính để làm gì cho mất thời gian cả. Còn nếu anh em nào mà ngại download trên điện thoại thì chúng ta có thể download máy tính và sau đó copy vào điện thoại là xong. Đúng không? Đó, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi để download về. Thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta download một cái phần mềm để cài firmware cho chiếc Mi Band này nhá. Thì cũng rất dễ thôi, cái phần mềm đấy ở ngay ở trên CF Play là có luôn. Chúng ta sẽ ghi là chữ đây này, mình đã ghi sẵn là For Mi Band nhá. Đó, chỉ cần ghi mỗi chữ For Mi Band thôi. Đây này, thì nó sẽ ra, nó là cái phần mềm màu xanh nước biển ở đây, có tên là Notifit and Fitness For Mi Band. Đó, chúng ta ấn vào đây nhá, rồi chúng ta cài vào này. Cái phần mềm này để dùng để cài ba cái file mà đầu tiên mà chúng ta download về đấy. Thì sau khi cài xong ba cái file đấy là chúng ta sẽ có tiếng Việt. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ, anh em lưu ý là chúng ta sẽ cài theo thứ tự nhé. Đó, chứ chúng ta đừng cài linh tinh. Đó, và thứ tự là như nào thì chút nữa là anh em xem kỹ video là mình sẽ làm. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là điện thoại tải xong những cái file kia thôi. Ok, thì bây giờ đã tải xong cái file MIFID mới rồi. Đó, anh em có thể nhìn nhá, mình sẽ vào cài đặt chung, mình sẽ vào file quản lý file thì chúng ta sẽ hiểu là cái phần mềm nó sẽ tên là gì. Đây nó có biểu tượng của MIFID và tên của nó là MIFID 4.5.0 All-in-1.apk. Anh lưu ý là phải cài cái file này, chúng ta đừng cài cái file Mi Band ở trên CF Play nhé. Đó, chúng ta cài cái file này để chúng ta chặn được cái cập nhật. Trong trường hợp chúng ta cài sang tiếng Việt nó sẽ không tự động cập nhật để nhảy về tiếng Anh nữa. Đó. Còn sau này mà anh em nghe thông tin mà trên mạng đã có bản tiếng Việt chính thức rồi ấy, khi có tiếng Việt chính thức thì mình sẽ làm video cho anh em mới biết. Thì lúc đấy chúng ta có thể là cập nhật được file Mi Band gốc ở trên CF Play và chúng ta cài được file gốc vào cho chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một file, một chiếc máy Mi Band có tiếng Việt gốc giống như chiếc Mi Band 4 bây giờ ấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt này. Cài đặt và kết nối Mi Band này vào bình thường thôi, cũng giống như cái video mình hướng dẫn anh em cách kết nối đấy. Đó, rất là dễ đúng không anh em? Kiên nhẫn chờ đợi nhá. Bởi vì nó hơn 100 MB nó cài hơi lâu một chút. Đó. Trên chiếc Mi Band thì chúng ta vẫn để ở trạng thái như này nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem thử xem là cái file mà dùng để cài cái firmware đã xong chưa. Đây, nó cũng cài xong rồi đây. Đó, chút nữa chúng ta sẽ mở cái đối sau. Bây giờ chúng ta chờ cái Mi Band đã. Đó, hình như nó cài xong rồi đấy. À, chưa cài xong, chờ một chút. Đó, cài xong rồi. Đây, nó cài xong rồi anh em nhá. Nó cài xong cái Mi Band 4.5.0 đấy. Đây, chúng ta vào này. Chúng ta đăng nhập cái tài khoản siêu tài khoản Mi Band của chúng ta vào. Tài khoản này đúng không? Anh em cũng biết là hết rồi đúng không? Đó, mình sẽ đăng nhập nhanh. Đó, cho phép tất cả đi. Vào cài đặt này. Bật cho nó cái quyền vào. Ok. Cho phép. Đó, bây giờ chúng ta sẽ kết nối nhá. Ok, khi cài đặt xong nhá. Khi chúng ta cài đặt xong ấy thì là trên chiếc Mi Band nó hiện như này nhé. Nó hiện như gì kệ nó, bằng tiếng Trung này. Thì bây giờ chúng ta sẽ không quan tâm gì đến phần mềm MIFID nữa và chúng ta cài vào cái phần mềm Fitness ấy. Đấy, chúng ta ấn vào đây này. Rồi. Ok nhá, luôn cho phép đi. Ghép nối. Bây giờ chúng ta sẽ cứ làm theo hướng dẫn của nó thôi. Cứ next thôi và hoàn thành này. Ok, tất cả các thứ đi. Bật cho nó cái quyền lên. Ok, đó, bỏ qua, ok này. Thì bây giờ nhá, bây giờ chúng ta sẽ lưu ý nhé là chúng ta sẽ vào cái này. Mình sẽ mật lại cái Fitness này. Đó, giao diện nó như này nhé, chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt này. Ấn vào cài đặt này. Sau đó chúng ta sẽ vào cái phần công cụ này. Ở trên cái phần công cụ ấy, thì nó sẽ có cái phần là cập nhật Mi Band Firmware này. Có nghĩa là Mi Band Firmware, có nghĩa là chúng ta sẽ cập nhật cái Firmware cho chiếc Mi Band này. Đó, đúng không? Để chúng ta có tiếng Việt đấy. Đấy, vì thì đầu tiên là chúng ta sẽ lưu ý là vấn đề nhá, chúng ta sẽ nhìn thấy cái firmware của chiếc Mi Band 5 này hiện tại đang ở cái 1.0.2.04 này, thì là cái firmware này nó sẽ không cài được những cái firmware tiếng Việt kia vào đâu. Thế nên là chúng ta sẽ hạ firmware xuống bằng cách là chúng ta ấn vào stop firmware nhá, cho nó tìm đi và chúng ta sẽ chọn cái phiên bản cũ hơn này. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cài một cái firmware cũ của nó vào, cái firmware có tên là 1.0.1.32 này nhá. Thì cái firmware này là chúng ta có thể cài cái mode tiếng Việt vào được.
Đó, chúng ta ấn vào download này. Rất là đơn giản đúng không? Anh em lưu ý kỹ nhá, ấn vào download để cài này. Đó, chờ download thì nó nhẹ lắm, nó không nặng đâu. Đây. Chờ một chút thôi, nó rất là nhẹ thôi, nó chỉ tầm vào khoảng vài chục mê thôi. Đó, thế nên anh em nhìn nó rất là nhanh, anh em kiên nhẫn chờ đợi nhá. Thế nên là mình mới yêu cầu anh em là phải có mạng internet. Và tất nhiên rồi, hiện tại bây giờ nhà ai chẳng có wifi đúng không? Thế nên là dễ, rất là dễ rồi, và mạng nó cũng ổn định một chút, nó không nên gián đoạn nhá. Gián đoạn là chúng ta làm mất thời gian thôi chứ nó không chết máy đâu. Thế nên là anh em cứ yên tâm. Đó, chỉ cần mạng tốt một tí để cho chúng ta mất đỡ mất thời gian, chúng ta chờ đợi thôi. Đó nhá, bây giờ sẽ kiểm tra vào cài đặt VPN vào này. Đó, thì đây là cái bước mà chúng ta hạ xuống VPN 1.0.1.32. Đó, chúng ta nghĩ lại lần nữa là nếu mà VPN gốc của đang ở chỗ đang ở phần là 1.0.2.04 như này thì chúng ta sẽ không cài tiếng Việt đâu. Thế nên chúng ta phải hạ xuống nha. Đây, và chúng ta sẽ chờ đợi. Bạn chờ đợi. Đó. Ok, bắt đầu cập nhật đi. Đó. Ở trên này nó có một số lưu ý này. Đó, anh em lưu ý không? Đấy, một số lưu ý của nó ở đây. Nhưng mà chúng ta cứ kệ thôi, bởi vì nó nhanh lắm, chúng ta cứ chờ thôi. Đó. Thì mọi thắc mắc để bị lỗi thì anh có thể liên hệ bên mình theo cái số điện thoại là 02 562 679, hoặc là website mmr.vn, hoặc là Facebook là mmr.vn luôn. Thì hiện tại mình đang triển khai một cái kênh livestream, có nghĩa là nếu anh em có nhu cầu muốn cài điện thoại, muốn cài Mi Band hay muốn cài phần mềm bất cứ một, khắc phục bất cứ một cái lỗi một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính bảng nào, thì anh em có thể đặt lịch với bên mình, và bên mình sẽ livestream trực tiếp vào lúc 7:30 hàng ngày cho anh em ở trên YouTube cũng ở trên Facebook nhé. Thế nên là anh em có quan tâm và muốn hướng dẫn, muốn làm phần mềm hoặc muốn cài tiếng Việt cho những chiếc máy của anh em ấy, thì em có thể đặt lịch vào comment bên dưới video này của mình. Đấy, hoặc là anh em có thể đặt lịch ở trên fanpage nha, là mmr.vn. Thì mình sẽ làm trực tiếp cho anh em vào 7:30 hàng ngày cho anh em nhá. Làm online ấy, vừa livestream trên YouTube và Facebook cho anh em xem, và cũng như là làm online trực tiếp bằng TV qua máy tính cho anh em, hoặc là cho trực tiếp bằng Zalo nhá anh em nhá. Hoặc là Messenger, anh em lưu ý như vậy. Ok, thì bây giờ nó cài xong rồi, nó nhảy vào cái Mi Fit rồi. Chúng ta lại vào lại cái Fitness nhé. Thì vào lại cái Fitness này, báo cập nhật thành công. Ở đây ở trên chiếc Mi Band 5 nó đang hiển thị ở trạng thái như này. Thì chúng ta kệ thôi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ back lại. Và chúng ta sẽ ấn vào đây này. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái VPN hiện tại là 1.0.1.32 đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ up tiếng Việt. Đó, anh em lưu ý cái bước này chúng ta phải làm chính xác nhé. Chúng ta sẽ ấn vào phần chọn tập tin này. Đó, thì nó sẽ vào cái tập tin mà chúng ta đào về ấy. Ví dụ như ở trên chiếc máy này của mình, nó sẽ tự động nhảy vào những vấn đề là gần đây. Nhưng nếu không có thì anh em cứ lưu ý là anh em vào phần tiệp tải xuống này, thì nó sẽ ra một cái như thế này, đúng không? Đó, mình sẽ xếp theo thứ tự như này. Đây, anh em lưu ý này, mình sẽ chạy theo thứ tự như này nhá. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ chạy theo thứ tự là cái VPN mới có tiếng Việt, là VPN 1.0.2.04, cũng tương tự như VPN vừa giờ của anh em ấy. Thì anh em chọn cái file đầu tiên này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái file kỹ, file này là file đầu tiên này. Chúng ta cứ tưởng tượng là chúng ta sẽ chạy cái file là cungminh.1 đi. Đó, là chạy đầu tiên, chúng ta chọn đây. Đó, file hợp lệ nhá. Chúng ta ấn cập nhật này. Đó, trên điện thoại nó đang báo tiếng Trung Quốc và hiển thị mũi tên ấy. Chứ này có nghĩa là đang cập nhật phần mềm. Để chúng ta chờ đợi. Nhanh lắm, nó chỉ mất tầm khoảng mấy phút rồi anh em làm thôi. Cùng lắm là mất tầm khoảng 10 phút là anh em đã cập nhật xong tiếng Việt ra trước Mi Band 5 này rồi. Đó, lại chờ đợi nhá. Update cập chọn liên tục 3 file thì là xong. Đó, đơn giản như vậy thôi. Là điện thoại là Mi Band 5 sẽ có tiếng Việt bình thường. Dùng rất dễ. Bởi vì là thực tế là nhiều anh em cũng dùng được tiếng Anh, nhưng mà nhiều anh em không thích dùng tiếng Anh, vẫn phải muốn tiếng Việt. Thế nên anh em xem clip này. Còn nếu anh em mà không quan trọng có dùng tiếng Anh được, anh em chờ đợi thì nó đỡ mất thời gian của anh em. Thì anh em cứ chờ đợi thời gian nữa là nó sẽ có VPN chính thức tiếng Việt thôi. Đấy, cái điều đấy là chắc chắn, bởi vì là như chiếc Mi Band 4 vậy thôi, bây giờ tiếng Việt ngon lành rồi. Đó. Ok, cập nhật xong nhá. Trên máy báo cập nhật xong rồi. Đó, bây giờ chúng ta lại back lại này. Chờ chiếc máy khởi động xong, chờ chiếc Mi Band 5 của chúng ta khởi động xong. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy đã có một chút tiếng Việt đây không? Đây, chủ nhật này. Rồi, trạng thái này anh em nhìn thấy không? Đó, đã trạng thái này có tiếng Việt chút rồi này. Nhưng vẫn chưa đủ đâu, chúng ta phải cài lại cái phông một chút nhá. Đó, bây giờ chúng ta xếp lại vào phần cần chờ phía bên, chúng ta lại chọn tập tin. Chúng ta cài tiếp cái file công minh thứ hai nhá. Công minh thứ hai này, công minh gạch ngang V2 này. Ấn vào đây. Đó, nó báo là đây là file phông đúng không? Chúng ta ấn vào này. Đó, để cài lại cái phông. Đấy, trên này đã hiển thị tiếng Việt rồi. Đang cập nhật. Đó, nhìn thấy tiếng Việt là thấy vui rồi đúng không anh em? Đó. Nhìn thế là đã thấy rất là vui rồi. Đó, chào nha.
Cái này thì nhanh hơn cái kia một chút, chỉ mất tầm khoảng 30 giây thôi. Đó. Nha. Xong rồi này. Đó, nó báo cáo trở thành công rồi nha. Chúng ta lại back lại lần nữa. Trên chiếc Mi 5 nó sẽ không hồi lại đâu, nó sẽ hiện lưu chỗ này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cài file thứ ba, ấn chọn tập tin tiếp. Đó, chọn file công minh V85 nhá. Ấn lên này. Bắt đầu cập nhật. Đó, đây là file cuối cùng. Đấy, sau khi cài xong cái file này là chúng ta đã hoàn thành và chúng ta đã sử dụng bình thường. Ok nhá, lại trở lại tiếp. Đó, anh em thấy đơn giản không? Chỉ có mất một chút thời gian mà xem kỹ cái video này là anh em đã cài được tiếng Việt cho chiếc Mi Band 5 này rồi. Còn trên chiếc iPhone ấy, hay không ai như máy tính bảng ấy của Apple ấy, thì nếu anh em nào biết cách cài tiếng Việt và không bị cập nhật mất tiếng Việt nhé, thì anh em có thể comment bên dưới hoặc là hướng dẫn cho lại cho mình. Có thể làm video, nếu anh không làm được video thì anh em có thể comment bên dưới, mình sẽ tìm cách mà làm lại video cho hướng dẫn trên những chiếc iOS cho anh em khác cùng xem, để biết để cài được tiếng Việt cho chiếc Mi Band 5 này. Còn nếu là anh em mà không quan trọng tiếng Việt thì anh có thể xem cho vui và ủng hộ mình một like nhá. Đó, xong rồi. Là bây giờ đã cài hoàn thành xong rồi. Và bây giờ chúng ta có thể thoát ra và chờ đợi thôi. Đó. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta có thể thoát ra và chờ đợi. Trên chiếc điện thoại chúng ta sẽ không phải thao tác gì nữa. Và chờ trên chiếc Mi Band 5 này đã cập nhật và khởi động lại là chúng ta có thể dùng bình thường nhá. Ok, chờ nó trở lại xem thế nào. Là kiên nhẫn chờ tiếp nhá. Thì mình nói lại lần nữa này, hiện tại bên mình đang kinh doanh chiếc Mi Band 5 cũng như là chiếc Mi Band 4, hoặc thậm chí bên mình còn cả chiếc Mi Band 2 nữa. Và chiếc Mi Band 2 hiện tại đang có giá là 200.000, chiếc Mi Band 4 đang có giá khuyến mại còn 550.000, và chiếc Mi Band 5 này bên mình đang bán với mức giá là 750.000 nhé. Để đặt hàng thì anh em có thể vào website mm.vn, hoặc anh em có thể inbox vào Facebook, anh em search trên Facebook cũng là mm.vn luôn. Và để đặt hàng chiếc Mi Band 5 này, bên mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em. Nếu anh em nào ngại cài đặt tiếng Việt thì bên mình sẽ cài trước và chuyển cho anh em. Anh em chỉ cần bật MiFit và kết nối với chiếc Mi Band 5 này là chúng ta có thể sử dụng được tiếng Việt bình thường. Thì anh em sau khi chờ đợi, anh em cài xong rồi đây này. Đó, cài xong thì hoàn toàn các phông chữ tiếng Việt cũng như là các phần cài đặt tiếng Việt nó sẽ đầy đủ nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thông báo là không có thông báo này. Đó. Nếu mà nghe nhạc nó sẽ là có đầy đủ các tính năng ở đây, điều khiển được âm nhạc này bằng tiếng Việt hết này. Thời tiết cũng sẽ bằng tiếng Việt này, chúng ta có thể nhìn thấy nhé. Cấp 1 này, UV là yếu này. Ngày mai là như nào nhỉ? Ngày mai là 29 độ C và có mưa rông, ngày mai là có mưa rông đó. Đó, đầy đủ ở đây. Thứ tư cũng vậy, nó sẽ có cài đặt rất là nhiều tính năng bằng tiếng Việt đây rất là nhiều này. Đó, anh em nhìn thấy không? Tiếng Việt hiển thị phông chữ rất là đẹp luôn. Đó, thông báo đây, cũng như là phần cài đặt nhá, trạng thái này. Pi này, nhịp tim này. Đó, hít thở này, nhắc nhở này, thời tiết này, vận động này, thêm này. Đó thì thêm là có báo thức đúng không? Có báo thức này, có máy ảnh này, có nhạc này, có đồng hồ bấm giờ này, có hẹn giờ này, có tìm kiếm thiết bị này, có im lặng này, tất cả các cài đặt nó sẽ là bằng tiếng Việt hết. Đó, anh em thấy dễ dùng không? Đó, đây là trên chiếc Mi Band 5 nhá. Rồi, lật lại Mi Band 5 cho anh em, đúng là mình xác nhận đúng Mi Band 5 này. Đó, anh em thấy không? Đó, màn hình 1 inch đây. Đó. Đó. Rất đơn giản như vậy thôi. Nếu anh em nào mà không hiểu, anh em có thể comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn nhá. Hoặc anh em inbox lại Facebook bên mình nói lại là Facebook là mm.vn này. Hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình số điện thoại 025-622-6789. Đó, anh em xem thấy hay anh em cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình nào. Đó, cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em. Bye bye.